thì anh cũng không có chia sẻ gì quá nhiều. Sau này mình sẽ là cùng chung sống với nhau thì sẽ là được chứng minh bằng hành động thôi. Thì anh cũng không hứa là anh sẽ là một người hoàn mỹ gì cả. Đường sau này của mình còn dài, cùng nhau cố gắng. Chứ một mình anh thì là không nổi. Anh với em làm chung thì ok. Trong cái chặng đường tiếp theo thì mình sẽ thật sự hạnh phúc với nhau. Con cũng xin cảm ơn ba mẹ là cả đồng hành cùng với con giữa hai cái văn hóa hai miền khác nhau, cho nên rõ ràng là con cũng có những cái lỗi thiếu sót nhất định. Con cũng mong ba mẹ bỏ qua cho con phần đó. Cảm ơn mọi người, anh chị em hai bên đã phải bỏ công trong cái mùa dịch này khó khăn này. Mọi người sắp xếp một chuyến bay nó khá là dài để mà ra đến đây để mà chung vui cùng với con, thì con cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ. Yeah.